À, xin chào các bạn, có những mấy người hỏi mình là cua cốm hay da là cua sao. Hôm nay mình có con rồi, hôm nay có con cua cốm nè. Đây luộc xong rồi nó tự bóc vỏ luôn nè. Sao con mà ghế con quỳ vậy hả? Thấy chưa, mà ghế lọt ra luôn nè. Đó, đây rào ra xuống. Mà ghế chơi đi quỳ. Cua này nó kiếm gặp lắm, bữa nay lâu lâu kiếm được con để dành ăn. Nó nhỏ lắm, chừng con này chừng 150 gram mà. Cua này là ngon nhất trong tất cả các loại cua nè. Cái đó gì đây? Giặt đầu hả? Mềm. Em chụp hình. Rồi chưa? Gạch nè. Cô đực mà gạch không rồi, thấy chưa? Gạch nữa nè. Đó. Đây nét đi. Đó, đã chưa? Trời ơi, cao dính cá luôn, thấy em đây. Để ăn thử cái da của nó nha. Cái da nó mềm kèo và ngon lắm, cực kỳ luôn. Cô đực rồi, cô đực mà có gặp nữa. Ở chưa? Ai thèm thì giờ order nha, coi giá liệu. Ê, đi để ngược rồi, quay lại. Lo đài của nàng kia ca. Đàn của nó nè, nhìn xèo luôn. Rồi thách không đầy luôn nè. Thấy không? Nhỏ mà có vỏ đó.